Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay nhân tiện cái lúc mà đang chuẩn bị để xịt cái vôi bột thì em sẽ quay lên và giới thiệu qua về cái cách thức mà em làm. Đây thì trong cái vôi bột á, thì là thường được ứng dụng rất là rộng ở trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt. Thì ở đây vườn lan thì em vẫn thường hay sử dụng, và cứ 2 tuần là em xịt một lần ở cái nước vôi trong á. Thì cái vôi ở đây em sử dụng là cái vôi bột, cái vôi bột chưa qua tôi, và cái này thì là em lấy ở ngoài miền Bắc vào, còn hiện tại là em đang ở trong Đắk Lắk. Tại vì vài lần có mua ở trong này, chắc là khả năng là chưa biết chỗ mua, cho nên là mua cái vôi nó không được như ý. Còn cái vôi em đặt ở ngoài kia vào thì khi mà mình cho mũi gần vào đến nơi, hoặc là mình mở nắp ra là nó nồng cái mùi lên. Nồng cái mùi lên là chất lượng nó rất là tốt. Thế và ở đây thì cái cách dùng, cách làm ạ, thì cái vườn của em đây thì bình thường là mỗi lần em xịt là sẽ 40 lít nước. Thì em sẽ dùng một nắm mình nắm lỏng nha anh chị. Đây, một nắm như thế này, mình nắm lỏng như thế này, rồi em cho vào. Đây, em cho vào một cái thùng này, và em cho nước vào. Em cho nước vào rồi em đánh sục nó lên. Cho nước vào thì sục lên. Anh chị lưu ý là khi này mình không cho tay trực tiếp vào, tại vì nó sinh ra nhiệt. Khi mà nước vào nó sẽ sinh ra nhiệt, nó bốc hơi lên anh chị. Mình không cho tay trực tiếp vào, và mình dùng vòi hoặc mình dùng cây mình đánh sụp nó lên. Rồi em để vào đây em ngâm trong vòng khoảng 30 phút, rồi em lấy cái nước trong em đổ vào cái thùng phi mà rồi hòa tổng thêm nước vào, hòa tổng vào khoảng 40 lít là mình xịt. Và mỗi lần xịt thì em xịt đẫm cả mặt trước, mặt sau, lá và cả giá thể luôn. Cái vôi này thì cái nồng độ nó nhẹ thôi, thì nó có cái tác dụng là nó sát khuẩn, chủ yếu là sát khuẩn, và nó làm cho cái cây nó cứng hơn, cứng cáp hơn. Cái này là mình chỉ phòng là chính. Thế còn khi mà cây nó đã bị bệnh rồi thì là mình phải dùng thuốc hóa học. Thuốc hóa học có cái nồng độ cao thì mới ngưng được, còn cái này là chỉ phòng thôi. Phòng thì cứ 2 tuần em phòng một lần. Rồi, em đã cho nước vào trong rồi. Đây, em cho nước vào trong cái xô rồi. Bây giờ là lúc nãy là nó sủi bọt lên đấy, nó sủi bọt và nó bốc cái hơi lên. Đấy, bây giờ anh chị nhìn nó nồng, nó sục lên, tự nó sục lên. Đó. Sau đó mình để khoảng 30 phút. 30 phút thì những cái cặn vôi ấy nó lắng xuống dưới đáy. Thì lúc này mình cứ thế mình lấy cái đổ cái nước trong của nó vào một cái phi, thùng phi khác rồi mình xịt. Đây, em dùng cái thùng phi này thì em xịt đây. Cái thùng phi này, thùng phi xanh này. Đó. Để em xịt. Mỗi lần xịt thì em xịt khoảng 40 lít nước. Đó, đây là cái vườn kiếm nhà em này. Đó, anh chị coi. Sau một thời gian
chờ đợi thì cũng vừa để quay cái hai cái chậu Lady Pink nó đang nở này. Đấy. Em sẽ ra video về cái hai cái chậu Lady Pink này. Nó đang nở. Đó, thì nó được khoảng cũng 30 phút rồi. Thì bây giờ nước nó đang như thế này rồi. Nó tương đối là trong nắng như thế này rồi. Đó, thì bây giờ em sẽ đổ nó vào cái thùng phi kia. Để bắt đầu xịt. Đây, và em bắt đầu em đổ vào thùng phi. Khi đổ thì mình chỉ đổ cái phần nước trong ở trên thôi. Chứ còn cái phần nó lắng xuống dưới á. Rồi, cái phần nó lắng xuống dưới thì mình sẽ giữ lại. Mình sẽ giữ lại cái phần lắng, mình không đổ vào. Và bây giờ em tiến hành em cho thêm nước mới vào. Rồi, cho thêm nước mới vào cho nó đầy khoảng 40 lít. 40 lít rồi em xịt. Cái này thì nó vừa như lúc đầu em đã nói thì nó vừa là tác dụng là diệt khuẩn, làm sạch cái vườn mình. Và cái thứ hai là nó có một cái lượng canxi nhỏ, nó làm cho cái lá cây nó được cứng cáp. Và từ cái cứng cáp đó thì cái sức đề kháng sâu bệnh nó cũng được tăng lên. Chờ đợi thì em sẽ giới thiệu cái bể nước nhà em. Do là hai hôm nay trời mưa. Đấy, do hai hôm nay trời mưa cho nên là không có phải tưới cây. Không phải tưới cây thì là cái nước ở đây nó không được thay này. Nó không được thay cho nên là nó hơi nhiều rêu. Tại sao em lại phải làm cái bể ở trong vườn như thế này để trữ nước? Trữ nước thì ít nhất là mình trữ một ngày. Sau đó thì mình mới tưới cho cây. Đó, để cho cái nước của mình ở dưới này, em có nuôi cả cá nữa. Cá chỉ đó là cá rêu hồng. Nhưng mà nó đang nhiều rêu quá thì mình không có nhìn thấy. Đó. Để trữ nước qua một ngày để cho cái nó được phơi nắng đi. Cái nước nó được phơi nắng đi thì tưới vào cái cây nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt là anh chị nào mà dùng nước máy ấy, thì nó sẽ có clo. Nên là mình clo là mình phải để một ngày hôm sau đi mình tưới. Thế còn những cái loại nước khác ấy, thì mình nước giếng khoan á thì mình cho lên bể mình để một ngày, ít nhất là một ngày thế này thì tưới nó sẽ tốt hơn. Và một số vùng thì do cái nước nó nhiễm phèn, nhiễm mặn hoặc là nhiễm các cái loại chất khác ấy, thì cái đấy thì mình phải đi đưa đi phân tích rồi mình lại có những cái cách xử lý khác.